xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với VK stock đầu tư chứng khoán Việt Hàn à, thì hôm nay mình lại tiếp tục uh, chia sẻ với các bạn một số mã để các bạn theo dõi trong tuần sau để các bạn đánh được uh, tan tha đánh được Camping uh, đánh được swing nhá uh, 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 Thì đầu tiên là uh, chính là mã gì ạ uh, do nguồn mũi đúng chưa ạ? mã do nguồn này uh, do do nguồn này thì mình cũng theo dõi nó từ năm ngoái cũng ra vào cũng hai ba lần gì đấy cũng rất là ok nhá ra ngôn mua dốc à, là mã du thông hợp dạ. nhìn vào cái biểu đồ này thì chúng ta cũng có thể thấy được cái xu hướng của nó cũng có rõ ràng rồi đúng không ạ xu hướng của nó cũng rõ ràng rồi em 20 nằm ngang vào đầu hướng lên thì mình cũng đã hướng dẫn với các bạn rồi đánh theo chỉ số CCI hoặc là dễ sợ đánh theo uh, stock slow dạ, yeah. chúng ta sẽ đánh theo cái mô hình này dạ. Yeah. Đấy à, uh, rồi thì bây giờ mình lại chia sẻ với các bạn đánh theo xu thế nhá đánh theo xu xu, xu, xu hướng tăng đánh theo như thế nào đúng chưa? đấy là trong một cái xu hướng giảm như thế này đúng chưa chúng ta nhìn thấy em 20 đi ngang đúng chưa và em 20 bắt đầu hướng lên đúng chưa đấy bắt đầu hướng lên thì chúng ta đây là cái thời điểm mà chúng ta mua này cái thời điểm mà chúng ta mua hàng ở đâu đây chính là cái thời điểm mà chúng ta mua nhá đấy cái thời điểm mà chúng ta lên à, bắt đầu vào hàng À, khi mà uh, bắt đầu em 20 bắt đầu hướng lên là đánh lên là đánh theo cái uh, xu hướng tăng là và tạo xu hướng uh, mình nhấn mạnh rất là nhiều rồi chỉ có cái xu hướng tăng mới mang lại cái hiệu quả cao nhất cho chúng ta khi chúng ta đầu tư chứng khoán nhá để là chúng ta đánh uh, ngắn hạn đấy dạ yeah. rồi mà tiếp theo là mã gì ạ do ngôn mua giấc hôn tinh sử mã do ngôn mua giấc hôn tinh sử này cũng uh, tương đối là gì giống với do ngôn mua giấc nhá sau một quá trình điều chỉnh đúng không ạ điều chỉnh từ tháng 5 từ tháng 5 đến bây giờ đến tháng 8 đúng không thì bắt đầu nó tạo xu hướng rồi đúng không ạ rất là rõ ràng này này, này có sự hỗ trợ của em 20 nó bắt đầu hướng lên này nó chạy bắt đầu hướng lên đấy các bạn nhớ nhá đi lên này đi xuống này chạm em 20 này để hướng lên này đấy để hướng lên đấy hướng xuống hay hướng lên này bao giờ nó cũng có sẽ có ba sóng là sóng Elliot này thì hiện tại thì theo chỉ báo CCI uh, CCI 20 nhé đây là chỉ báo mình đặt thêm một chỉ báo nữa cho các bạn là để chỉ báo CCI à, uh, CCI 20 và CCI 9 CCI 20 thì giống uh, uh, RSA chỉ báo RSA còn là CCI 9 thì sẽ đánh sớm hơn một chút nhá nhưng mà chúng ta để ý cả hai cái chiều CCI này để chúng ta bắt các mã mà đang có xu hướng theo CCI hoặc NG Zupros, Eri Zupros thì các bạn cũng thấy này Đấy, điều chỉnh xong đúng không là có kháng cự mức 13 sau đó lại bắt đầu quay lên thì mã này năm ngoái thì mình cũng chỉ cho các bạn rồi mình cũng chia sẻ với các bạn rất là nhiều và hôm các bạn mua rất là nhiều lần nhưng mà có một số rất là ít bạn mua đấy, đấy bắt đầu nằm ngang bắt đầu hướng lên nhá tuần này nó nên sinh ninh sinh và nó bật lên này đấy các bạn để ý mã này nhá đấy. Andy Rubelos, dạ. Media xét sang miền Media sẽ sang miền thì mình nói với các bạn rất là nhiều lần rồi. Bởi vì sao? Mình thấy gì? kỳ quan này, gom hàng này, video khi bắt đầu gom hàng này, đúng chưa? Đấy. Tại sao nó lại gom hàng? Nó phải có game gì, đúng chưa? đây là theo sóng ngắn hạn để chúng ta cũng sẽ thấy ở đây là gì ạ à, vùng quả bán này CCI vùng quả bán này đấy CCI vùng quả bán mọi thấy không khi mà MA20 định ngang bắt đầu hướng lên này được chưa ạ à, 1 2 3 đánh xuống đấy Từ từ nó sóng sẽ NEO của nó sẽ như vậy nha các bạn nha đây. này này Midi Sang 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 in Uh, sang sang in thì mã này thuộc uh, computer service mã này thì thuộc uh, nhánh bên uh, ngân hàng nhá thuộc nhánh bên ng ngân hàng hoặc uh, tín dụng nhưng mà nó lại làm về cái service ấy, cái hệ thống thanh toán các thứ ấy và không bị đấy của nhóm ngân hàng khi nhóm ngân hàng tăng thì mã này cũng tăng nhá này mình cứ ra vào cái mã này là mình cũng rất là tuyệt vời đánh theo ở uh, đây các bạn thấy này này các thấy không ạ quả bán này đây quả bán nhá đây quả bán này đây bán này đây này đấy ạ, các bạn thấy không ạ đấy vùng qua bán đánh theo stochastic slow vậy nha và làm sao ừ, ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái đường đi của cái mã này nó sẽ như này là em 20 nằm ngang đúng không em nằm mấy nằm ngang này này nên này xuống này dạ có bao nên nữa nên nữa em 20 sẽ đi kiểu này dạ đấy cái mã này thì nó không tăng vọt lên được nó không sẽ không tăng vọt như các cái mã khác được nhá Đấy. Này nó chỉ đi kiểu ngang ngang như này thôi, các bạn cứ ra vào hợp lý là các bạn kiếm được rồi nhá. Rồi. Rồi mã tiếp theo là mã gì ạ? Echo Plus, tại sao mình cho vào đây? À, bởi vì mã Echo Plus à Echo Plus thích nhá. Đây là mã Echo Plus thích. Mã này liên quan đến Un sông và Bu Phum. Thì mã này thì liên quan tới Ichimeng nhé các bạn nhé Ichimeng. Mã này liên quan đến Ichimeng ic meang mã này liên quan đến ic meang nhé Đấy. à, mã này thì à, sản xuất ra các à, gì ạ à, các à, bộ phận của à, xe nhé này sản xuất à, các phụ tùng à, nhựa cho xe hơi sản xuất các phụ tùng nhựa cho xe hơi dạ mã này phụ tùng nhựa cho xe hơi này và khí hydro nhá và các bộ phận khác nữa nhà gì ạ À, các khuôn đúc của xe các thứ đấy đấy. À, cái mã này còn có một cái gọi là gì một cái câu chuyện hay một game là gì ạ? À, tăng uh, vốn điều lệ nhá, tăng vốn điều lệ để làm gì ạ? Để lên sàn Kospi. đây là một trong những uh, game và một trong những thông tin mà các bạn lưu ý mà Echo Echo Bonatics uh, này là gì ạ? Đang có game, đang có câu chuyện là muốn lên sàn Kospi này sang chưng, chân chân ca đấy này giúp này du sang chân ca đấy là muốn lên sang cospi nhưng đang có cái câu chuyện như vậy thì bạn cũng chú ý có thể nó sẽ còn tăng nữa nhờ cái câu chuyện đấy nhá mã tiếp theo là mã gì in bio uh, in bio trên nhá in bio trên uh, thì cái mã này thì nhìn về phân tích kỹ thuật thì nó có đang ở cái vùng hỗ trợ rất là tốt nhé này năm ngoái nó tăng rất là mạnh như này năm ngoái tăng rất là tháng 11 sau đó điều chỉnh ở một thời gian dài và nó đang tích lũy lại nhé ở đây gì khối lượng bắt đầu vào rồi nhá khối lượng vào nhiều như này các bạn nhớ, nó, nó muốn vượt đỉnh cũ này nha khối lượng vào nhiều như này nó nó đang muốn vượt đỉnh cũ nha này với cục cũng vào hàng này với cục vào hàng này với cục vào ra vào ra vào ra rồi, đấy thì mã này thì có cái gì đặc biệt. Mã này thì sản xuất silicon nhé Mã này thì chuyên về sản xuất silicon. Đấy. À, không phải, xin lỗi ạ. Mã này thì chuyên về sản xuất gì ạ? À, mã này thì chuyên về sản xuất thì uh, một số ngành liên quan tới uh, blockchain, cái là gì liên quan tới tiền ảo đấy. Mã này cũng liên quan nhé Và mã này là sản xuất ra thuốc xịt uh, gọi là diện thuốc xịt để phòng covid ấy. đấy. đấy ngoài liên quan đến thuốc xịt để phòng covid khả năng trong tuần sau sẽ tăng bởi vì uh, hôm thứ sáu này hôm thứ sáu này số lượng uh, nhiễm covid của Hàn Quốc đột nhiên tăng đột biến thì khả năng là trong tuần sau thì mã này cũng có thể là một cục tương chu nhé mình nhấn mạnh là mãi in bio chain này là sản xuất ra các cái nước rửa rửa tay xịt covid để phòng chống covid đi nhé và liên quan đến một mảng nữa liên quan đến uh, bitcoin đấy. Đấy, thì trong tuần sau thì khả năng là cục tương chu đấy mà tiếp theo nào là má gì ạ Nino Linux mà Linux này thì cũng có hỗ trợ rất là cứng ở cái vùng này hỗ trợ rất là cứng ở cái vùng này ở đây e cookie vẫn gom hàng dạ đây các chỉ số RSA uh, CCI cũng đang ở đây thì trong hôm thứ sáu vừa rồi thì nó có một cây rất là mạnh đúng không nên rất là mạnh thì bị chốt này bị khủ bị với e cookie đâu kỳ quan chốt à này à, bị Vicokin chốt hàng bị thoát nha nhưng mà nó vẫn còn à, khả năng cao nữa à, cái bởi vì mã này thì nó liên quan tới à, cung cấp các cái hệ thống cung cấp công nghệ cho viễn thông cho như là gì ạ? À, cảnh sát nhé là cung cấp công nghệ viễn thông cho cảnh sát hay là gì ạ à, à, hệ thống cứu hỏa này hệ thống tàu điện và các cơ quan nhà nước À, các các cơ quan nhà nước của Hàn Quốc à, chính vì vậy thì cái mã này vẫn còn cái hy, kỳ vọng nhá kỳ vọng còn tăng nữa nha các bạn nhá đây nó sẽ đình sình nếu mà tuần sau trong tuần sau mà nó nó sẽ có thể nó sẽ bật được luôn nha các bạn nhá bởi vì ở đây khối lượng đây không có này khối lượng này không có này có thể nó sẽ bật được luôn nhá đấy à, mình chia sẻ với các bạn cái mẫu hình rồi đúng không có hai cái mẫu hình hai cái mẫu hình này các bạn nhìn này mẫu hình thứ nhất có hai cái mô hình mô hình thứ nhất là gì ạ à, xuống này sau bật lên đúng không? bật lên rất là mạnh như này thì tại cái thời điểm này mình nói liên tục cho các bạn này đây nó sẽ đình sinh ở đây và nó sẽ đi tiếp nhưng mà bắt buộc ở đây là gì ạ bắt buộc trong này là nến phải nến đỏ nhá trong khu vực này nến nến mà nến đỏ nếu mà nến ở đây mà nến xanh ấy là nến ở đây mà nến xanh ấy nến, nến, nến ở đây mà nến màu xanh ấy nhá nến đây mà nến màu xanh, nhá. Nến mà nến màu xanh nhá thì khả năng nó sẽ bị đánh xuống nhé được chưa đấy bắt buộc ở đây nó phải có xuất hiện đến đỏ thì nó mới được được chưa đấy. và cái mô hình thứ hai cái mô hình thứ hai là gì ạ cái mô hình thứ hai là xuống rất là nhanh à chỉnh cái mô hình thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái mô hình này chưa xuống rất là nhanh và nên rất là từ từ xuống rất là nhanh nên là đây là cái mô hình thứ hai nhá là xuống giật rất, rất mạnh nên rất là từ từ này đến đây á, thì thường thường sẽ bị đạp xuống nha bởi vì lấy đà quá là dài rồi lấy đà quá là dài rồi ở đây mà uh, không xuất hiện được nến đỏ như này xuất hiện đến đỏ thì nó sẽ nên còn nếu nó không xuất hiện đỏ thì sẽ bị đạp ngược xuống là đây là hai cái mô hình để các bạn xem để các bạn có thể vào chọn cái thời điểm các bạn vào nhé là thưa các bạn là các cái kiểu mô hình này rất là rất ít người chia sẻ, được chưa? cái này cần phải có kinh nghiệm chúng ta xem, chúng ta đầu tư dài và chúng ta thường xuyên chúng ta nhìn chặt và chúng ta cũng có thể hiểu được cái mô hình này, được chưa? rồi à, đấy thì cái à, ninosur này thì đang có cái mô hình, đấy chưa? À, đang có cái mô hình như này, nhá này, đang có mô hình như này, khả năng sẽ tăng rất là mạnh như đây, vượt đỉnh cũ, nha. đấy, được chưa? đang có cái mô hình như này, nha hoặc là nó là mộ mô hình chữ hình chữ n. Dạ. n đấy chứ hình chữ n nè này lên xuống lên xuống lên lại dạ. rồi các bạn để ý mã này tuần sau có thể là cập tương chu nhá mã tiếp theo là mã gì ạ à... s a m t s m t mã s m t này thì Uh, đã được ký hợp đồng với uh, Samsung chân tra nhá, đã ký hợp đồng với chân chân ch... Cái mã này như một lần mẹ nói rồi đúng ạ? Mình nói các bạn từ cái vùng này sao này, cái vùng này, này. Uh, Mình nhớ là tháng 7 hay là tháng 8 thì đây mình cũng đã nói qua cái mã này rồi. Uh, cái mã này thì đã ký hợp đồng với Samsung chân tra để gì ạ? Nhà để phân phối các sản phẩm Ban đấy cho Samsung chân tra như các sản phẩm uh, uh, cho máy tính này, các cái phụ kiện cho máy tính hoặc là PC một à, hệ thống văn phòng á này hoặc là gì uh, memory đấy này hoặc uh, hoặc là uh, cpu là hệ thống uh, bộ xử lý trung tâm đấy này uh, bộ xử lý trung tâm cpu đấy hoặc memory đấy này mã này là cung cấp bàn tông c là phân phối cho samsung nhá này samsung chân cha rồi mã tiếp theo là mã gì hàn quốc biochain uh, mã tiếp theo là mã hàn quốc trên mã hàn quốc trên này thì là gì ạ là một uh, công ty sản xuất dẻa silicon nhé các bạn nhé, à, cung cấp silicon cho về về kiến trúc này, về kiến trúc về hàng công này, về uh, hóa học này, về hóa này về hóa học này, đấy thì cái mã này thì mình thấy nó đang đi ngang trong một khoảng thời gian dài rồi, cái mã này thì kỳ quan, à, e cũng đang gom rất là nhiều hàng, đang gom rất là nhiều hàng nhé. Vegokin gom rất là nhiều hàng, Furukurem gom rất là nhiều hàng, vậy nó chạy nào như vậy nha. Rồi, đã gom rất là nhiều hàng. Món này các bạn lưu ý nhá. có còn mã này thì các bạn uh, stock -tick Slow đang quay xuống nó chuẩn bị chạy rồi này. Đây. Và MA 20 đang có xu hướng hướng lên rồi nhá. Các bạn chú ý mã này tuần sau thì mã này có thể là gì ạ? Cập tưng chu này. Uh, Hàn Quốc trên có thể là cập tưng chu nhá. Đấy. một mã nữa là gì ạ? hơn hơn erpis này thì mã liên quan thì thì chỉ hơn mã này thì nó làm về cái gì ta? Uh, làm về cái công nghệ như là thế giới ảo ấy đấy như là game hay là gì hay là thế giới ảo các thứ đấy gọi là thế giới ảo này này các bạn hay chơi game mà các bạn đeo cái kính kiểu cái kính trên mắt ấy. đấy gọi là thế giới ảo không mà các bạn à, bắn súng các thứ đấy này. Thì kiểu là 번 office nhá. Thì cái mã này thì đang có các chỉ báo này. Chic chỉ, chỉ béo rất là đẹp luôn nhá. Đấy. CCI eh, CCI9 này, CCI20 này, hoặc Stochastic slow này hoặc gì ạ. Đấy. Uh, mã này thì bị chốt nhiều rồi, mã này thì bị chốt nhiều nha. Bị thoát hàng nhiều. Mã này thì bị bán ra nhiều. Uh, cái mã này in thì xem có vận định được không? Cái này không vượt đỉnh được nha các bạn nha. Cái này cái mã các bạn lưu ý bạn đánh đánh ngắn hạn thôi nha. Mã này muốn vượt đỉnh thì rất là khó, vượt đỉnh khó. À, này chỉ chúng ta chỉ đánh ngắn hạn thôi, đánh nước sóng thôi nhá. Nếu ai mà thích mã này. Bởi vì khối lượng đây cũng rất là nhiều rồi, tương tự khối lượng nó vào nhiều như này và bị chốt nhiều như này thì đây chính là khả năng sẽ đỉnh rồi nha. Mặc dù là kỳ quan vẫn vào, kỳ quan vẫn hy vọng vẫn còn đẩy được lên nữa nhưng mà Bạn đánh ngắn hạn thôi nhé. Đấy. Cái mã này thì nếu các bạn vào hàng các bạn bị thủng điểm vào cái các bạn bán luôn được chưa? Đấy. Tiếp theo là gì? In chin hôn tinh sử Ờ in chin hôn tinh sử hình như mã này mình đã từng nói một lần nhỉ uh, Mã rất là quen In chin hôn tinh sử Ờ in chin hôn tinh sử thì đây mấy ngày hôm nay thì các bạn thấy là Vigokin và kỳ quan vào hàng nhá Tóc tích slow cho điểm mua rất là đẹp này CCI cho điểm mua đẹp này đấy xu hướng bắt đầu có à, cái báo này thì em ấy 20 này các bạn để ý này. em hay nằm ngang bắt đầu hướng lên đúng không này một xong hai sóng, xuống lên lên xuống này để mình xem nào Ok mã này khối lượng nhiều như này rồi khối lượng nhiều vào nhiều như này rồi thì vượt đỉnh cũng là một cái rất là khó khả năng sẽ đi nình sinh nó có thể vượt đỉnh được nhá cũng có thể vượt đỉnh được đấy có thể vượt đỉnh xem kết quả kinh doanh của nó in trên hơn tình sự vượt đỉnh không uh, do ngập x do ngập tăng trưởng Ok, món này cũng có thể vượt đỉnh được nhé các bạn nhé Món này có thể vượt đỉnh được Chỉ báo nó rất là đẹp Các bạn chú ý tuần sau có thể là cập tương chu Dạ yeah. Này, tuần sau là cập tương chu nhé các bạn để ý nhá. Rồi, mã tiếp theo là mã gì Enipurus, Enipurus, Oda hoa đúng không ạ? Uh, cái mã này thì hôm thứ sáu qua rồi thì nhóm thứ năm và thứ sáu qua rồi thì nhóm bên um, sản xuất phim điện ảnh thứ bắt đầu tăng chạy đúng không ạ? Thì một trong những mã đó mình chọn là gì? anyplus là một trong những mã sản xuất uh, phim này. Sản xuất phim thì mã này cũng có đầu tư cái công nghệ gì cho bên. Um, yeah đầu tư công nghệ gì cho ấy nha ờ, cũng đầu tư công nghệ Trung Quốc thì phải này cũng à, không à, phải không phải mã này à, mã này là sản xuất bên sản xuất phim như các bạn nhé này bây giờ phim à, hiện tại đang ở cái chỉ báo này thì rất là đẹp này nhá này có rút chân ở trên đầu như này này là khả năng tuần sau là cập tương chu các bạn lưu ý, ý nhá à, tuần sau một bộ vật được mây là cập tương chu bay rất là mạnh đấy được rồi mã tiếp theo là mã Acer One. Acer World thì mã gì? rất là quen thuộc với chúng ta trước cửa nhà các bạn đều có Acer One đúng không? Mã này mình nói tiếp từ phần dưới đây đúng không? Đấy. Với cục gom rất là nhiều hàng này này. rất là nhiều hàng Đấy. tăng lên đây. À, đang đợi vượt cái màu này Đường màu này là sẽ bật nha Nó đây, nó đang chờ để test qua được cái đỉnh cũ. Đỉnh cũ 89. Ừ. Uhm chạy sơ rất ok nha các bạn nhé em 20 ngược lên này này tuần sau cũng có thể là một tạo một xu hướng mới đấy còn lưu ý có thể vào được mã này nha mã tiếp theo là gì ạ teo hoa sân uh, teo hoa sân thì mình nói với các bạn rồi hoa từ mấy phiên ở trên đây đúng không thì hiện tại nó đang điều chỉnh nó tăng vọt lên vào nó đây mình nói với bạn là khoảng 3.000 đi này nó tăng vọt lên đây này sau đó nó điều chỉnh về em 20 các bạn để ý CCI nhá để CCI các bạn nó đang ở cái xu hướng lên như này ý. thì để ý CCI để vào hàng nhá ở vùng quả bán thì vào hàng nhé hưu sen thép là hưu sen thép thì hưu sen thép cũng đang có một cái xu hướng rất là đẹp Đấy, đang vào mây rồi các bạn chỉ mã này nhá có thể bật trong tuần sau nhé còn tăng vọt lên tuần sau ừ, mã này đang có tạo xu hướng này khối lượng rất là nhiều này khối lượng vào rất là nhiều này Thằng tuần trước đây khối lượng vào rất là nhiều khu vực này Đấy và cũng bị rẻ quy kín bán ra nhưng mà trong khả năng tuần sau nó sẽ là một cục tương chu nhé Mà tiếp theo là Busan Chu Công. Busan Chu Công thì chúng ta đánh theo chỉ số CCI nhá. À, đợi là test về MA20. Đấy bắt đầu có khối lượng vào lên đỏ ở khu vực này là chúng ta à, có thể mua vào. ở à, nhìn vào đây có khối lượng bắt đầu có này các bạn nhìn thấy khối lượng bắt đầu có như này là nó đang muốn vượt được cái đỉnh cũ này, này nha. Nó muốn vượt đấy nha, nó muốn vượt lên cái đỉnh cũ này nha. Này. Rồi, đang muốn uhm. đang muốn vượt đấy nhá là đang muốn vượt lại cái đỉnh cũ này và cũng có thể điều chỉnh xuống điều chỉnh ngược lại nhá bởi vì nên tuần nó hơi xấu nên tuần hơi xấu rồi mã tiếp theo là gì S uh, Eschimte, Te mình nói với các bạn ơi cũng gom hàng, à, kỳ quan gom hàng, quan gom hàng đúng không? Mọi này chúng ta cứ ra vào hợp lý là các bạn cũng có thể có lãi rồi. Nha, đánh mã này thì giao động không có nhiều đâu nhá ra hợp lý được đợi vùng quả báo này quay ngược lên một khối lượng là các bạn búc vào được này là khu vực này là gì ạ với cookie là kỳ quan gom rất là nhiều hàng nó phải có game gì đó thì bắt đầu nó bắt đầu dễ mới gom hàng như này chưa rồi ABC là một game nữa là chạy rất là mạnh à rồi Món này kết quả cái danh rất là tốt nhá. EBS à, dương này, đấy, rồi, dương rồi, B B trên E cũng dương này này, đấy. Ờ, tông hoa giác phum, tông hoa giác phum thì tuần trước, à, mấy tuần trước nó các bạn đúng không ạ? Đang nằm trên đường màu đen này, đang hỗ trợ rất là cứng, chạy là chuyện bình thường thôi, được Này, vọt lên rồi. Rồi, vọt lên rồi, nó sẽ điều chỉnh lại một tí xíu em 20 hướng lên nhá. Em 20 hướng lên, này em 20 hướng lên là sẽ từ từ từ, từ đi lên. Đấy, các bạn đợi nó chỉnh về MA20 hoặc là nó sẽ đi ngang nếu nó đi ngang như kiểu như này nó đi ngang nếu mà nó đi ngang kiểu như này yeah. đi ngang đi ngang là các bạn bốc luôn nhá ở đây bởi vì đây mình có một khối lượng nhiều thôi hôm nay bị này bị cookie kỳ quan vào hàng nha còn nó bị điều chỉnh xuống MA20 nhá nếu nó bị điều chỉnh xuống MA20 thì đây là cái thời điểm các bạn mua hàng đấy nha yeah. này à, xin phung chế giác xin phung chi giác nói rất là nhiều lần rồi đúng không À, vẫn đang có hỗ trợ cái vùng MB hay cái vùng màu đen này chắc cần một thời gian nữa mới chạy được nha các bạn cứ theo dõi thôi cho vào cho các bạn theo dõi bởi vì một số bạn hỏi mình cái mã này bây giờ chạy được thì các bạn cứ giữ nha nó có hỗ trợ rất là cứng ở cái vùng 61 này hỗ trợ rất cứng vùng 61 đấy rồi tức sinh à, tức sinh house chinh đúng không ạ tức sinh house nó sẽ điều chỉnh lại nhá này à, nó sẽ điều chỉnh lại về cái vùng thôi cái mã này mã này các bạn bỏ qua nhá đến tuần không có đẹp tí nào cả mã này khả năng rất khó quay lại đỉnh cũ này Đấy. mặc dù kết quả kinh doanh xem kết quả kinh doanh của nó sẽ là cũng được nhưng mà cung sốc à cung sốc thì chưa chắc nha vẫn có thể ok các bạn nha cung sốc thì vẫn có thể chạy được nhá Đấy. Zona take, zona take à, chân khi chân cha này mã này mình cũng nói với các bạn từ tuần trước nó linh sinh ở đây đúng không? nó chạy như này đấy chú ý mã này tuần sau có thể là cập tương chu nha này mình nhớ không nằm là không không chính xác là ngày mười mấy tháng 9 ấy, mình mình đã nói với các bạn cái mã này rồi nó tích lũy vùng này đúng không còn vào đây các bạn được 15 phần trăm rồi nhưng mà rất là tiếc rất đi bạn vào ạ yeah. à, để ý tuần sau có thể là cập tương chu nếu nó điều chỉnh là em 20 nhá để em em 20 các bạn để ý cái stock tick slow này với cả cci để vào hàng nhá hanon bio à, à, hanon bio này thì mã này cũng có nhiều cái câu chuyện lắm nhưng mà nó không vượt được qua nó cần phải test qua cái điểm này nó cần phải test qua cái điểm này à, còn test qua cái điểm này, à, này. vừa được 2007 nha vừa được 2000 2006 mấy đấy đấy bởi vì lần test của một thứ nhất của nó là không vượt này nó cần một đợt vượt để đây nó vượt nữa hai trăm bốn mươi cần để vượt hai trăm bốn mươi nha em hai trăm bốn mươi mã này thì cũng đang ở cái vùng này stochastic slow với cả cci rất đẹp nha ở đây cho điểm mua này đây cho điểm mua rồi này để. cho điểm mua rồi nhé mã này thì kết quả cái danh không tốt lắm cái kết quả không tốt nhìn chỉ cơ bản thì cũng không có tốt lắm món này đánh ngắn hạn thôi đánh uh, tan tha thôi nha Udiki Sun Thu Cha Udiki Sun Thu Cha mã này thì cũng đang uh, đường giá vẫn nằm trên MA 60 nha và có khả, hỗ trợ rất là mạnh ở vùng 7.001 mã này các bạn để ý nhá có một ngày nó sẽ là cực tương chu tăng rất là mạnh đấy dạ, yeah, rồi thì hôm nay mình có mấy mã như vậy thôi, mấy mã như vậy để chia sẻ với các bạn thôi thì các bạn à, theo dõi nhá nếu các bạn cái thích cái ngành là gì là gì ạ à, thông tin ở cơm dung hợp hay là gì ạ yascom ấy thì các bạn để ý các mã trong đây thì trong tuần sau thì Uh, ít nhất có vài mã cặp tầng chu ngay cả đi đi sư này đã là cặp tương chu rồi thì tuần sau nó sẽ tích đi đi ngang, ngang ngang và nó sẽ bật lên nhá để các bạn chú ý các mã uh, này để các bạn có thể vào được hàng uh, đánh tan tha swing, hoặc cả kenvin. Uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Uh, chúc các bạn đầu tư thành công. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like một uh, 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 comment phía dưới hoặc một chia sẻ kênh cho nhiều người biết đến kênh của mình hơn cho kênh mình phát triển nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh.